Video ngày hôm nay thì Trường Tuấn xin gửi đến tất cả quý vị về các chính sách bán hàng cũng như các chương trình ưu đãi trong đợt mở bán lần này của dự án Astro City Bình Dương. Vị trí của dự án tại quốc lộ 13 đoạn qua phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Và với những quý vị nào chúng ta chưa nắm thông tin về dự án thì đây là những thông tin cơ bản của dự án Astro City. Và quý vị có thể kích vào đường link bên trên để tìm hiểu chi tiết hơn về dự án. Và chúng ta bắt đầu nội dung của video ngày hôm nay. Trong đợt mở bán lần này thì chủ đầu tư tung ra thị trường các căn hộ ở block có thể nói rằng là siêu phẩm và là block biểu tượng của dự án Astro City Bình Dương. Đó chính là block A1 với tên gọi Vego. Và chủ nhân của các căn hộ ở tháp Vego sẽ hưởng được 4 cái đặc quyền sau đây. Thứ nhất, đây là tháp mặt tiền quốc lộ 13. Với quý vị sẽ rất thuận tiện trong việc chúng ta di chuyển ra vào khỏi khu căn hộ của chúng ta. Thứ hai, tháp Vego là tháp cao nhất của toàn bộ dự án với 40 tầng và nó trở thành biểu tượng của cả dự án Astro City. Và thưa quý vị, cũng giống như tháp Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh, nó là biểu tượng của cả thành phố. Và những quý vị nào sở hữu căn hộ ở tòa Landmark 81 thì nó cũng mang đến giá trị đẳng cấp riêng cho chủ nhân của nó. Tương tự, với quy mô của dự án Astro City, nó sẽ trở thành biểu tượng của cả tỉnh Bình Dương. Và với những quý vị thể sở hữu căn hộ tại tháp Vego là biểu tượng của cả dự án Astro City thì nó sẽ mang đến một sự đẳng cấp riêng cho những chủ nhân của căn hộ. Thứ ba, từ tháp Vego quý vị thuận tiện di chuyển đến các cái tiện ích nội khu, ví dụ như con suối nhiệt đới dài 300m, cung đường chạy bộ 1000m, hai công viên nội khu, sân bóng rổ, BBQ ngoài trời hay là trường mầm non, trường tiểu học quốc tế. Tháp Vego cũng sở hữu cho mình tiện ích 5 sao đẳng cấp trên cao ở tầng 20 với các cái tiện ích nổi bật, ví dụ như hồ bơi chân mây, vườn thiên, vườn yoga, Sky BBQ và hàng loạt các tiện ích 5 sao đẳng cấp khác. Thứ tư, đây là điểm quan trọng nhất của tháp Vego, đó chính là tháp có khối đế thương mại lớn nhất với 5 tầng là khối đế thương mại. Và thưa quý vị, trong đó có trung tâm thương mại và đặc biệt là có cả rạp chiếu phim rộng 1.300m², đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu từ mua sắm, ăn uống, giải trí của cư dân. Và quý vị có thể hình dung, nếu quý vị sở hữu một căn hộ ở tháp Vego, thì nếu quý vị muốn đi siêu thị hay muốn đi xem phim, chỉ cần ấn thang máy là đến. Rất là thuận tiện đúng không quý vị? Vâng, và vừa rồi đó là những đặc quyền của những chủ nhân căn hộ Astro City nằm tại tháp Vego của dự án. Và bây giờ là các chương trình ưu đãi trong đợt mở bán lần này. Đầu tiên là chính sách dành cho khách hàng mua căn hộ tại tháp Vego. Và quý vị lưu ý với Tuấn là chỉ áp dụng cho khách hàng mua tại tháp Vego thôi nha. Chương trình đầu tiên đó là chiết khấu ngay 1% khi giao dịch thành công. Và quý vị lưu ý giúp Tuấn, chiết khấu 1% này chỉ áp dụng cho 200 suất booking đầu tiên và giao dịch thành công. Và theo thông tin Tuấn nắm thì hiện tại thì số lượng booking đang gần đến 100 rồi. Cho nên quý vị, nếu quý vị muốn sở hữu căn hộ tại tháp Vego thì nhanh chóng booking. Và booking này là có hoàn lại. Đó là chương trình chiết khấu 1% và áp dụng cho 200 suất booking đầu tiên. Chỉ 200 suất thôi nè quý vị. Chương trình thứ hai là ưu đãi mua sỉ. Với những quý vị nào mua 2 đến 3 sản phẩm thì chúng ta sẽ được chiết khấu thêm 1% cho mỗi giao dịch thành công. Như vậy nếu quý vị mua 2 sản phẩm hoặc 3 sản phẩm thì tổng chiết khấu của chúng ta tới thời điểm hai chương trình này cộng lại là 2% trên mỗi giao dịch thành công. Và nếu quý vị mua từ 4 sản phẩm trở lên thì sẽ nhận chiết khấu 2% trên mỗi giao dịch thành công. Như vậy thì nếu chúng ta mua 4 sản phẩm trở lên thì chúng ta tổng chiết khấu đến hai chương trình này là chúng ta nhận được là 3% trên mỗi sản phẩm. Chương trình thứ ba là chương trình hỗ trợ lãi suất. Với những quý vị nào chúng ta vay ngân hàng để mua căn hộ ở tháp Vego thì sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất là 0% đến khi bàn giao căn hộ và thời hạn là không quá 18 tháng. Và chương trình tiếp theo là chương trình vô cùng hấp dẫn. Đó chính là mua nhà đẹp, trúng xe sang. Với những quý vị nào chúng ta giao dịch thành công căn hộ tại tháp Vego trong đợt mở bán lần này thì cứ mỗi giao dịch thành công quý vị sẽ nhận được một phiếu rút thăm may mắn. Và chúng ta có cơ hội trúng một trong hai giải thưởng cực kỳ hấp dẫn sau đây. Thứ nhất, đó là một giải may mắn
với chiếc Mercedes C200 Avantgarde Plus. Và thưa quý vị, theo Tuấn tìm hiểu thì giá niêm yết của chiếc này là 1,7 tỷ đồng. Và một giải đặc biệt đó là chiếc Mercedes AMG A35. Và theo Tuấn tìm hiểu thì giá niêm yết của chiếc này đó là 2 tỷ tư thưa quý vị. Và còn một cái điều may mắn nào hơn nữa đúng không ạ? Khi chúng ta mua nhà lại có xe. Vâng, và thưa quý vị, vừa rồi thì Trường Tuấn đã gửi đến quý vị những chính sách bán hàng và những chương trình ưu đãi của dự án Astro City trong đợt mở bán lần này.